Chào anh em, nếu mà ai tuần nào cũng theo dõi chuyên mục tuần này xem ảnh của ai của Camera Tinh Tế thì đã thấy là chúng mình đã giới thiệu khá nhiều bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia từ các quốc gia khác nhau và mỗi người có một cái phong cách riêng trong việc tạo nên hình ảnh của mình. Thì lần này bọn mình sẽ có làm thêm video để mọi người có tương tác cao hơn với những cái bộ ảnh mà mình giới thiệu. Thì hôm nay mình chọn một nhiếp ảnh gia, thực ra ông cũng không phải nhiếp ảnh gia, ông là một nghệ sĩ thị giác thì đúng hơn. Và ông ấy chọn nhiếp ảnh làm công cụ thể hiện những tác phẩm của mình. Đó là Hiroshi Sugimoto, một nhiếp ảnh gia người Nhật Bản. Nếu mà ban đầu bạn nhìn những cái bức ảnh này thì bạn sẽ thấy nó khá là bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu bạn biết câu chuyện thật sự đằng sau bức ảnh thì bạn sẽ phải ngạc nhiên. Vào năm 1974, khi mà ông ấy đến New York thì ông ấy quan sát được rất nhiều những cái bức tường graffiti màu sắc ở cái thành phố Manhattan, hay là những cái sự phẫn nộ của người dân đối với tỷ lệ tội phạm ngày càng tăng cao, hay là sự xa hoa của thành phố mà những người dân ở tầng lớp thấp hơn họ không thể với tới. Thì đây là những cái tư liệu mà ông ấy đã định ghi lại. Nhưng mà sau đó trong một chuyến ghé thăm bảo tàng tự nhiên ở Mỹ thì ông ấy lại thay đổi hoàn toàn quyết định của mình khi mà nhìn thấy những cái hiện vật được trưng bày trong bảo tàng. Đó là những cái con thú nhồi bông ở trong khung kính, ở những cái môi trường sống hoang dã khác nhau. Và ông ấy đã chụp lại những cái hình này. Thì nó đặc biệt ở chỗ là khi mà bạn nhìn vào những bức ảnh này, bạn sẽ tưởng là ông ấy chụp ở ngoài thiên nhiên thật. Nó không khác gì những cái bức ảnh mà bạn đi ra ngoài tự nhiên và bạn chụp lại những con vật đang hoạt động ở trong một khu rừng hay một cảnh núi nào đấy. Nhưng mà tất cả những cảnh này đều là ở trong bảo tàng. Và cái cách mà ông ấy thực hiện cũng rất là đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ mở ảnh ra cho mọi người cùng xem những cái ảnh sau đây. Khi mà ông ấy đứng trước những cái hình ảnh như thế này, bạn có thể thấy ở đây, thì ông ấy thử nhắm một mắt lại và ông nghĩ ồ, đây chính là nhiếp ảnh. Tức là ông ấy ví mắt mình như một cái ống kính máy ảnh chỉ có một chiếc lens duy nhất được sử dụng. Thì khi một nhắm một mắt lại thì bạn sẽ mất cảm giác về chiều sâu và cảm nhận thực tại tốt hơn. Đây, thì ông ấy bắt đầu ghi lại cái cảnh dàn dựng này bằng cái chiếc máy phim 35mm mang theo. Và ông ấy nhận ra rằng là để thể hiện được những cái cảnh này một cách thật hơn thì ông ấy không thể sử dụng chiếc máy ảnh này. Thế nên là trước khi quay lại đây lần 2, ông ấy đã sắm cho mình một chiếc máy ảnh large format khá là lớn, 8x10. Nó rất là phức tạp về kỹ thuật. Và ông ấy đã sử dụng chiếc máy này để chụp ảnh lại những cái cảnh ở trong bảo tàng. Chiếc máy này thì được chế tạo vào thế kỷ 19 và khi mà ông ý sử dụng cái máy này thì ông phải thao tác rất là kỹ và mất nhiều thời gian. Thì những cái con vật ở trong cái bảo tàng này nó được đứng sau một cái khung kính, và để loại bỏ cái hình ảnh phản chiếu từ những miếng kính này thì ông ấy đã trùm một mảnh vải đen lên chiếc máy phim của mình và phơi sáng. Và có những bức thì ông ấy phơi đến tận 1 tiếng đồng hồ, và sau đó thì ông ấy tự tráng phim tại nhà. Tất cả là thủ công hết. Đây thì bạn có thể xem những cái ảnh này, nhìn như một khu rừng thật hay một dòng sông. Và ông ấy quyết định là chụp cái series này hoàn toàn là đen trắng, vì ông ấy nghĩ là khi mà ảnh ở dưới dạng đen trắng thì nó sẽ đánh lừa được thị giác của người xem so với ảnh màu. Và không biết là cái thông điệp, bạn có hiểu cái thông điệp mà ông ý muốn truyền đạt tới người xem qua những ảnh này không? Thì cái thông điệp ông ấy muốn truyền tải là những cái gì bạn nhìn thấy bằng mắt thì chưa chắc bạn nên tin vào chúng, mà nên kiểu đặt lại câu hỏi cho chính mình. Và ông bảo là nếu mà bạn nhìn thấy những cái bức ảnh của ông ấy xem mà nghĩ đây là thật thì nghĩa là mắt bạn có vấn đề. Ngoài ra thì Sugimoto cũng chụp rất nhiều những cái bộ ảnh khác. Có một bộ khá là hay là portrait, là ông ấy cũng đi vào nhà bảo tàng Madame Tussauds để ông ấy chụp lại những cái tượng bằng sáp này và trông cũng như là thật. Nói chung là những cái bộ ảnh sau này ông ấy đều thực hiện theo cái phương pháp này hết, đó là chụp những cái hình tượng hoặc là những cái tượng giả nhưng mà chụp rất là thật và đánh lừa thị giác người xem. Thì đấy là mình vừa mới giới thiệu với bạn cái bộ ảnh đầu tiên mà ông ấy chụp theo cái phong cách như thế này. Thì còn rất nhiều bộ ảnh tiếp theo mà bạn có thể search theo cái từ khóa là tên ông ấy, Hiroshi Sugimoto, ở trên Google, và nó sẽ hiện ra rất nhiều kết quả để bạn có thể xem được những bộ ảnh khác của ông. Thì đây là cái số đầu tiên mà mình có quay video để tăng cái tính trực diện của cái bộ ảnh và cái nhiếp ảnh gia mà mình giới thiệu. Thì hy vọng là trong những số tới mình sẽ tiếp tục tìm được thêm những cái nhiếp ảnh gia thú vị khác và những bộ ảnh tuyệt vời khác để giới thiệu cùng mọi người. Hẹn anh em lần sau. Xin chào.